Sau việc xin lỗi do bồng bột, Lương Mỹ Kỳ cố ý phát ngôn sốc để câu tương tác. Hương Giang mời luôn lực lượng chức năng ghé nhà anti-fan. Vì mình cảm thấy mình có lỗi rất là nhiều, thì Giang cũng xin được gửi một cái lời xin lỗi rất là chân thành tới tất cả những người khán giả đã bị tổn thương bởi vì cái chương trình đó và bởi vì cái tính hiếu thắng của Giang ở thời điểm đó. Lương Mỹ Kỳ. Lương Mỹ Kỳ từng đăng trạng thái xin lỗi người hâm mộ trên trang cá nhân. Theo đó, người đẹp sinh năm 1999 đã nói rằng cô cố ý phát ngôn gây sốc nhằm tăng tương tác để bán hàng online. Bên cạnh đó, mỹ nhân chuyển giới cũng tự nhận rằng bản thân mình nóng tính, bốc đồng nên có những lời nói hành động chưa đẹp lúc livestream. Cụ thể, sau bàn cách quốc gây tranh cãi trong show thời trang, thay vì tiếp nhận những ý kiến từ công chúng, đáp lại những lời chê bai của cộng đồng mạng, cô nàng đã có những phát ngôn thiếu chuẩn mực, tuyên chiến với anti-fan và thậm chí là dùng những từ ngữ khá gay gắt. Lương Mỹ Kỳ từng trả lời phóng viên rằng cô sẽ không chia sẻ gì nhiều hết bởi vì đó là tính cách đặc trưng của bản thân. Hơn nữa, người đẹp còn muốn mang những nét cách quốc của The Face Thái Lan và Miss Grand Thái Lan về Việt Nam. Tuy nhiên, sau những lùm xùm làm ảnh hưởng đến hành trình chinh phục vương miện Miss International Queen 2022, mỹ nhân chuyển giới đã soạn một bài post dài trên trang cá nhân để giải thích rõ hơn cho khán giả hiểu về mình và đồng thời gửi lời xin lỗi cũng như cảm ơn những góp ý của mọi người. Kỳ may mắn được giao trọng trách là Á hậu 1 Miss International Queen Việt Nam và đang đại diện một phần nào đó cho hình ảnh cộng đồng LGBT. Hành xử như vậy là cũng không tốt và sai sót một phần, chưa ứng xử tỉ mỉ, bình tĩnh và kỹ càng hơn. Hương Giang. Hương Giang được biết đến là một người đẹp chuyển giới đình đám của showbiz Việt. Thời điểm mới đăng quang Miss International Queen 2018 về nước, nàng hậu được đông đảo khán giả tung hô và nâng lên tận mây xanh. Thế nhưng giống như người ta thường nói, trèo càng cao, ngã càng đau. Hương Giang trong năm 2020 từng vướng phải vô số những lùm xùm không hay, bị cho là nói đạo lý vô nghĩa trên sóng truyền hình và quảng cáo sản phẩm kém chất lượng. Chưa dừng lại ở đó, nàng hậu từng đối đầu trực tiếp với anti-fan bằng cách đến tận nhà, mời lực lượng chức năng đến làm việc và lập biên bản. Là một người của công chúng, hành động này của cô đã khiến người hâm mộ không mấy hài lòng. Và để bước qua giai đoạn ấy, người đẹp đã quyết định ở ẩn biến mất khỏi mạng xã hội trong gần một năm dài. Mãi đến đầu tháng 11 năm 2021, Hương Giang mới dần tái xuất showbiz và có những bộc bạch cụ thể về các lùm xùm mất điểm trong năm 2020. Cụ thể, nàng hậu chuyển giới chia sẻ: xin lỗi tất cả những khán giả đã theo dõi hành trình của Giang vì đã có những lúc Giang làm cho mọi người thất vọng. Xin lỗi vì những sự háo thắng, cao ngạo, quá tự tin vào bản thân dẫn tới những hành động, những phát ngôn làm khán giả của Giang buồn và tổn thương. Hòa Minzy. Năm 2018, Hòa Minzy từng có dịp sang Hàn Quốc tham dự một concert của nhóm nhạc BTS. Tại sự kiện này, nữ ca sĩ đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng khiến hình ảnh của cô trở nên xấu đi trong mắt công chúng. Thời điểm đó, một clip được ghi lại cho thấy giọng ca gốc Bắc Ninh cầm thẻ nhân viên mang theo máy ảnh chuyên nghiệp đi lại trong hậu trường. Hành động này bị cho là cố tình xâm phạm không gian riêng tư của nghệ sĩ. Người đăng video này đã chỉ trích danh cô là ca sĩ người Việt Nam, cho rằng Hòa Minzy đã làm xấu đi hình ảnh cộng đồng yêu âm nhạc K-pop trong nước và quốc tế. Đứng trước phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng, nữ ca sĩ phải khóa tính năng bình luận trên trang cá nhân, đồng thời quay lại một video cúi gặp đầu xin lỗi fan của BTS trên toàn thế giới. Mỹ nhân sinh năm 1995 chia sẻ: cô thật lòng mong tất cả các bạn ARMY tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới tha thứ. Người đẹp rất muốn mọi chuyện sẽ chấm dứt ở đây và không đi xa hơn nữa. Ngoài ra, Hòa Minzy còn hứa sẽ cố gắng không để bất kỳ ai buồn phiền về mình nữa. Các mỹ nhân Việt dù là người nổi tiếng cũng khó tránh khỏi những lần bồng bột trong quá khứ, dẫn đến việc người hâm mộ không thực sự hài lòng. Tuy nhiên, sau khi nhận ra lỗi lầm và sửa sai, hy vọng khán giả sẽ cho họ một cơ hội nhìn lại chặng đường đã qua và tiếp tục ủng hộ trên con đường hoạt động nghệ thuật sắp tới. Nếu bạn cần tìm kiếm dữ liệu phim và đọc review bình luận, thì thư viện phim Dan Wiki chắc chắn là nơi dành cho bạn.